Đấy. Còn cặp đấu tiếp theo đó là cặp đấu giữa Bồ và Pháp. Đó cũng là một cặp đấu mà tôi cho rằng là cũng cũng là khó 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 đoán đấy. Nó khó đoán đây rồi vì năm nay Pháp là nó trục trặc lắm. Pháp nó không trơn. Bồ thì nhá, các anh nhìn cái đội hình chính của họ ghê. Tên tuổi mà nói về Đúng. ở từng vị trí một là ghê gớm ấy. Mày đùa đâu. Đấy, nhưng mà để thành một đội hay thì cũng chưa phải là hay, nhưng Đúng mà rồi. thắng họ là rất là khó. Không dễ thế nào. Và trong cái bối cảnh là Pháp là mặc dù có Mbappe đấy, nhưng mà phần còn lại cho cái việc ghi bàn là thấy nó khó khăn lắm. Đi đến được bàn thắng của đội Pháp hôm nay nó rất là khó. Nên đấy, đấy là cặp đấu mà tôi cho rằng cũng rất là khó đoán đấy. Chính xác là như thế. Rất là khó. Cái này chỉ là câu chuyện của như chúng ta biết rằng là ở Việt Nam thì rất nhiều các cổ động viên của Ronaldo thì chắc là ủng hộ cho Bồ. Nhưng mà đừng quên rằng trong lịch sử thì đội tuyển Pháp, đội bóng cũng rất được hâm mộ tại Việt Nam, rất nhiều các cổ động viên, nên là chọn đội nào cũng là một câu chuyện rất là khó. Tôi nghĩ rằng là đội nào mà thắng được hai cái đội này ấy, nhất là cái vòng đấu loại trực tiếp ấy, là cực khó. Nhưng mà vấn đề là hai đội này ấy, tức là cái đội nào mà ghi bàn ấy, được ấy, lại cũng lại rất khó nữa. Với hai đội đều thi nhau là không ghi bàn. Nó khó thật. Vấn đề của đội tuyển Pháp rõ ràng chúng ta cảm nhận rằng là cái cảm giác của đoạn cuối ấy, nó thực sự tệ. Kylian Mbappe không phải là chậm lắm đâu. Đúng không? Anh ấy bị cái trận nghỉ, cái trận đau mũi ở lượt trận thứ hai thế thôi, nhưng mà trận thứ ba là bắt đầu quay trở lại đá, và cuối cùng là trận gọi là vòng 1/8 vừa rồi, cái sự nhanh nhẹn của anh cơ bản vẫn thế, hệ thống vẫn thế. Thế nhưng mà nó có một cái gì đấy, nó thiếu cái độ chuẩn ở đoạn cuối thôi. Một cái cảm giác bản nó bản rất là chất kỳ nhá, lạ. cái hàng tấn công của họ nhé, Giroud thì già nên gần như đã không được sử dụng nhá, trông chờ rất nhiều vào Marcus Thuram. Nhưng mà cũng nói thật là cầu thủ này là so với cả cái thế hệ trước, những tiền đạo trước của họ thì là cách xa lắm, cách xa Tôi nói thật là tôi luôn luôn so sánh với ông bố lắm. không không Thực đủ ra đẳng cấp, đứng không cạnh so không với bố được. Thực ra đúng rồi, thì sau cái không trận bằng đấu nhau. vừa rồi ấy, thì cổ động viên Pháp bắt đầu nhắc nhiều đến Paul Pogba, có nghĩa là họ đang thiếu đi một cái người mà có thể tạo ra được những cái đột biến vào những cái đường chuyền của mình, ví dụ như Rodri của Tây Ban Nha hay Toni Kroos của đội tuyển Đức. Tôi cảm giác cái điều đó, tôi thấy rằng chưa bao giờ mà Kante tham gia vào nhiều những tình huống Đúng mà tấn tấn công công thế. ở đội tuyển Pháp nhiều thế. Ngày xưa anh chỉ nhiệm vụ anh chỉ là dọn dẹp rồi chuyền bóng 5-10 mét thôi, bây giờ anh ấy lên anh bật tường rồi anh ấy đâm nách, anh di chuyển rất là nhiều. Trong khi đó Antoine Griezmann thì lại chưa có được một cái giải đấu nó tỏa sáng đúng như kỳ vọng. Mọi thứ đúng bây giờ chỉ tôi nhìn thấy đá thì chờ mỗi cái đột biến của Kylian Mbappe thôi, còn các bàn thắng thì khó đến từ những vị trí khác lắm. Tchouaméni chẳng hạn cũng là một cầu thủ mang cái mẫu là mẫu dọn dẹp. Đó, đúng chính xác. Cũng không có cạnh như là Đấy. sáng tạo, mà ông sút xa thì tệ lắm. Mà cái quả đấy là cái quả mà Pogba rất dễ làm được. Tức là Đấy. cái vị trí của Tchouaméni ấy, nếu Pogba đá ấy, thì cái cỡ khoảng 25 mét trở lại ấy, là rất nguy hiểm. Bóng cứ vần đi vần lại như kiểu ông Rodri ấy, Đúng là rồi. nó sẽ có cái cửa để giải quyết. Nhưng mà với cái cách đá của Tchouaméni là chúng ta không có niềm An tin rằng họ toàn. sẽ giải quyết được. Đó. Nó hơi cái an toàn, hơi chân phương. hàng công của Pháp là một loạt cầu thủ cũng không vươn lên được nữa. Colomwani World Cup tại Qatar cũng phần nào chứng tỏ được, nhưng từ lúc về PSG là kém. Nhưng hôm vừa rồi cũng ghi được bàn thắng nhưng khá là may mắn. Vâng, nói chung là không đúng như kỳ vọng. Còn Thuram ở Inter Milan mùa vừa rồi đá với Lautaro Martinez hay, nhưng mà từ lúc bị chấn thương là cũng xuống phong độ. Thành ra đúng trong cái bối cảnh mà chúng ta thấy dựa vào mỗi Mbappe thì rất nhớ một cái mẫu như Pogba. Nó vậy thôi chứ có anh ta ở phía trước nó vẫn là khác, rất là đa dạng. Lúc thì chia bài, lúc thì sút xa, rồi Rồi. là những đường truyền cắt tiết. Thì đúng là Pháp không có một con người như vậy. Nếu mà nghiêng về về đội nào là sẽ đội giành chiến thắng thì anh Tùng thế nào? Tôi thì tôi nghĩ rằng là hai đội này lại kéo nhau đến đá sĩ luân lưu lắm. Tôi dự đoán là hòa không đều cho đến 120 phút mà. Sau 120 phút vẫn hòa thôi, vì hai ông sẽ nhìn nhau mà đá, nhưng chẳng biết là đều sợ thua. Đấy là một chuyện tâm lý chung, nhưng quan trọng nhất là cái thế trận đấy Mà cũng khả như là năng cái ghi bàn sự của ông này đều thấp ấy. đều có vấn đề cả. Mà có một cái gì đó Mặc dù về mặt tên tuổi thì là ghê gớm. đúng. Tức là trước khi giải đấu diễn ra thì chúng ta nghĩ rằng là đây sẽ là hai đội sẽ làm ra tạo ra những cái trận đấu tưng bừng, nhưng thực tế nó đi ngược lại cái suy nghĩ của chúng ta, và nó cũng là chuyện bình thường thôi. Bởi vì là càng đội già dơ ấy mà thì càng gọi là dễ gọi là co mình lại, nhất là khi mà gặp đối thủ lớn. Nên là khả năng trận đấu này với tôi là tôi nghĩ là sẽ phải đá phạt đền, và tôi nghiêng về đội Pháp. Cái đấy nó là cái duyên thôi đấy, và đây hoàn toàn là cảm tính cá nhân thôi, chứ nó không hề có một dựa trên bất cứ một cái sự gọi là tính toán suy luận nào cả. Cái này thì tôi lại theo anh Vũ là tôi cũng dựa vào cảm tính thôi. Thực ra thì đúng là hai đội này khó đoán thật, nhưng mà tôi thì trận đấu vừa rồi ấy, đặc biệt là cái kết của cái trận đấu Bồ Đào Nha ấy, tôi thấy nó thực sự là một cái kết có hậu cho Ronaldo và cho Pepe. Chứ chúng ta hình dung ra tình huống Pepe để mất bóng rồi Bồ Đào Nha thua
thì lúc đấy thì Pepe, cay đắng quá, Ronaldo thực sự là cay đắng, quá cay đắng và nghiệt ngã đối với một cái sự nghiệp lừng lẫy của họ, quá cay đắng và nghiệt ngã với những cái nỗ lực của họ. Thế thì bây giờ một ông 39 tuổi, một ông 41 tuổi vẫn còn ra sân chơi như vậy, cống hiến như vậy, cháy như vậy và vẫn giữ được cái trình độ chơi bóng như vậy, có ai làm được đâu, trên thế giới có ai làm được đâu, có nhiều người làm được đâu. Luka Modric kém hơn một tí cũng bắt đầu mệt rồi đấy. Thế nên là tôi nhìn thấy Pepe chơi bóng thực sự là ngưỡng mộ. 41 tuổi mà nếu như xét trước khi cái tình huống sai lầm đó, anh ấy là một trong trung vệ cực kỳ xuất sắc, không để hỏng bất cứ một pha bóng nào, dạ vâng, thực sự là hoàn hảo. Thế nên tôi nghĩ rằng đó là một cái kết thực sự là có hậu cho Bồ Đào Nha trận đấu đấy. Nhưng có một cái chi tiết nó liên tưởng, tôi thấy Diego Costa đang hơi giống Emilio Martinez của Argentina ở cái hành trình thành thế, thế những câu chuyện mà đạo luân lưu là câu chuyện đấy nha. Vì anh đã có sự tự tin, cái chân của anh ấy cũng giống rất giống cái chân của anh ấy cản phá tình huống Kolo Muani nhá, rồi anh cái sự tự tin của anh ấy ở chấm đá luân lưu. Đấy, thế nên là thôi thì tôi cũng nghiêng một tí về tình cảm, Bồ thắng Pháp 1-0. Nếu mà Ronaldo ghi bàn nữa thì thôi, nó cũng là cái kết viên mãn rồi. Anh Huy. Tôi thì lại cho rằng trận này giải quyết trong 90 phút. Và Mbappe là cái ông trẻ tuổi hung hăng này là sẽ quyết tâm chuất ngôi của Ronaldo. Anh sẽ lồng lộn lên và anh không để cho trận đấu nó yên ổn để mà phải kéo dài đâu. Thế thì bên cạnh đó Bồ Đào Nha nếu mà hàng công họ chơi bình tĩnh hơn một chút thì họ cũng sẽ ghi bàn tốt hơn. Chứ trận đấu vừa rồi gặp Slovenia rõ ràng là nóng vội, tức là rất nhiều cầu thủ tài năng nhưng mà phương án cứ nhồi bổng. Ronaldo thì cũng vội, bóng vừa rời chân cái đã nhảy lên này, hay có kiểu tiếp bóng lúc mà dàn trên đá rơi xuống, tức là bị vội. Thì tôi nghĩ là qua cái ngưỡng rồi cả hai đội sẽ đều có một cái độ đầm hơn và khả năng ăn bàn trong hiệp chính sẽ cao hơn. Tôi vẫn thấy Bồ Đào Nha đều quân hơn và các phương án dự bị của họ vào sân họ sẽ làm việc tốt hơn, thì tôi đoán Bồ Đào Nha thắng 2-1. Đó là dự đoán của anh. Đến cái cặp tiếp theo là cặp Anh và Thụy Sĩ. Thụy Sĩ năm nay rất hay. Thật lòng mà nói là tôi ấn tượng với họ ngay từ cái trận đấu đầu tiên. Rồi sau đó là những cái trận và tiến đến cái trận đến trận đá với Ý là mình chắc mẩm là Thụy Sĩ sẽ thắng này. Nhưng mình cũng chỉ dám đoán một thôi. Nhưng không họ ăn ai mà trong một thế trận họ hơn hoàn toàn. Họ hơn Ý hoàn toàn luôn. Họ Ý không có cửa gì luôn. Đấy, hôm đấy họ đá như thế là sớm muộn thì ăn. Sớm muộn ăn không tránh được. Thì có cái là bây giờ là gặp đội tuyển Anh thì Anh thì vào đến đây tôi cho rằng có yếu tố may mắn. Và những xem họ đá, đây là đội bóng mà nếu nói là gây thất vọng, một trong đội gây thất vọng nhất của giải chính là đội Anh, mặc dù là họ đến vào đây rồi. Nhưng mà chắc là kỳ vọng lớn. Và nhưng mà kỳ vọng là một chuyện thôi, nhưng mà cái cách nhà triển khai bài cách vợ đá của họ gì? Bài vợ mình xem nhiều khi bực mình. Mặc dù là tên tuổi các cầu thủ là chúng ta quá quen ở giải Ngoại Anh, chúng ta làm hàng tuần hàng tháng với nhau, bao nhiêu thứ quen mặt rồi, thông tin thì nhiều, nhưng đúng thật là giống như con hổ giấy quá. Nên là cái trận đấu này tôi nghiêng về Thụy Sĩ đá khó chịu lắm. Nếu mà nói về đội Anh thì tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể nhất trí rằng là họ có quá nhiều vấn đề. Bây giờ mà liệt kê ra vấn đề như hôm trước ở vòng bảng ấy thì là ông Rudy ông liệt kê ra đến 11 vấn đề của gọi là bảng luận tội của Gareth Southgate cơ mà. Đấy, thì nhưng mà vấn đề lớn nhất của chính là ông Southgate thì đúng rồi. Thế nhưng vấn đề bây giờ câu chuyện của họ ấy là họ luôn gặp may.